Chương trình từ trụ sở với luật sư Trịnh Quốc Tiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý vị một cái món cũng bình thường, đặc biệt nhưng mà ai cũng biết đó, thưa quý vị. Đây là thanh long. Trái thanh long ở Hoa Kỳ này và sản xuất ở Hoa Kỳ này, product of US. Xin thưa là trái thanh long này đặc biệt là được trồng ở Hoa Kỳ. Đây là sản phẩm của Hoa Kỳ. Cái lý do mà làm cái video clip này để nói cho tất cả mọi người là ở Hoa Kỳ họ đã trồng được thanh long, thưa quý vị. Cho nên việc xuất khẩu thanh long qua Hoa Kỳ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Và chúng ta cũng đừng có suy nghĩ là chỉ có Việt Nam mới xuất khẩu thanh long. Tại vì thật ra ở Hoa Kỳ cũng có rất nhiều đại gia. Và họ sẵn sàng họ qua những vùng như đất nước Mexico, họ mua đất và họ trồng trái cây nhiệt đới. Thì trong đó có chuối, có măng cụt, mãng cầu, có cả thanh long. Rồi họ xuất khẩu, thưa quý vị. Hoặc là họ mua đất ở những vùng nắng nóng miền Nam của nước Mỹ như Florida để họ trồng trái cây nhiệt đới. Thì xin thưa, đây là một trong những trái cây, trái thanh long được trồng ở Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy là cái nhãn của nó được làm rất đơn giản, thưa quý vị. Xin thưa là nó giống như một cái sợi dây thun và thêm một cái tag, tức là một cái nhãn, trong đó là ghi là chi tiết về cái trái thanh long này. Và có cả địa chỉ trang web dragonfruit.us, dragonfruit. Thì để chúng ta thấy là việc xuất khẩu thanh long qua Hoa Kỳ cũng sẽ gặp khó khăn vì gặp sự cạnh tranh, thưa quý vị. Và xin thưa là Việt Nam không phải là nước xuất khẩu thanh long duy nhất trên thế giới, cho nên cũng sẽ gặp khó khăn với những nước khác. Một trong những cái giá cả của Việt Nam là khá đắt đỏ vì nó đi nửa vòng trái đất. Cái tiền chi phí vận chuyển nó quá nặng. Trong khi những trái cây khác, chẳng hạn như của đất nước Mexico, nó chỉ cần qua biên giới vài trăm km thôi, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Chỉ vượt biên giới vài trăm km, thậm chí vài chục km, thì có những đồn điền cách biên giới vài chục km. Cho nên cái chi phí vận chuyển rất thấp, giá cả xin thưa là rất rẻ và khó cạnh tranh với họ lắm. Thì đó là những cái chia sẻ của cái trái thanh long được trồng tại Mỹ và bán tại Mỹ. Và xin thưa, đây là quả thanh long tại Hoa Kỳ đã được bổ ra. Thanh long này là thanh long ruột trắng, rất thơm và ngọt. Nói chung là Hoa Kỳ cũng đã trồng được thanh long, thưa quý vị. Xin mời quý vị. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.